Em chào anh Kim ạ. Em vào đây. Ngồi đây. Ăn chơi nó phải bay rồi nói. Bây giờ đã ăn ở đây, chơi sẽ do tao tính. Em phải nói thật với chính này nhá. Em xa quê lâu ngày mà về bây giờ em cảm giác như anh là con người khác hẳn. Ngày xưa là anh là bàn đũ, mà bây giờ là anh là bàn tay ngửa. Em cảm giác như anh phải là số 1 đấy, vùng này nó phải là number one, nó phải là vô địch luôn. Thiên hạ gặp anh ấy, em thấy là ai người ta cũng kính trọng. Anh Trinh của chú sống ở cái đất này từ người già cho chính người trẻ, gặp anh ai cũng phải chào, không chào thì cũng phải nở một nụ tươi duyên. Thế bây giờ chú thích món gì để anh chiêu đãi chú hôm nay nào? Dạ, báo cáo anh là thế này, quê nhà mình là có đặc sản thịt chó. Em bước chân về đến quê phát là bắt đầu mồm em nó chậm chậm là không hiểu tại sao em chỉ thèm một cái miếng dồi chó chấm mắm tôm quấn lại mơ nhét vào mồm. Thế đây là bác này, hôm nay thống nhất là mình thịt chó. Chắc chó không? Là chắc chó. Đã là món chó này là chó chứ mình nghĩ. Ở đây có nhiều loại chó, chó Tây này, chó ta, chó Nga, chó Pháp, chó Tunisi, chó Thổ Nhĩ Kỳ. Thì chú thích cái món chó gì? Mình cứ thống nhất là cái món truyền thống chó ta nhỉ. Chú không hồn đấy, nhưng mà này, món chó ta là món chó ré. À thế ạ. Mà chó ré là phải bắt đích của nó 7 cân 9 mới ngon, 8 cân vứt, 7 cân 8 bỏ luôn. Thôi thì bây giờ anh gọi cho chủ quán trước đây, anh chỉ cho nó một trận. Đây, sao lại? Ơ kìa anh, mình đi ăn chó sao lại chửi chủ quán chó? Không chửi chủ thì nó chó ngon mà ăn. Thôi anh ơi, thôi bây giờ này, thôi. Mình thống nhất là mình ăn chó, chứ mình không chửi chủ nữa. Để chú biết nhé. Vâng. Ê cô. Cho hai đứa chó một lớp. À, Eku, cho anh thêm một cái xe cho này. Có luôn nè. Em ơi, một xe ăn thêm, hai chó mới vào bàn này em ơi. Ông, Eku, mày được đấy. Tờ. Dạ, 10.000 bố ạ. Mày đừng có bịp bố mày nhá. Ngày nào bố cũng đọc báo nhá. 5.000, bán không? Thì 5.000 cũng bán ạ. À, tiền đây. Dạ, con xin ạ. Dạ đây ạ, báo của bố đây ạ. Dạ. Nào bán gì kiểu gì đấy? Thế bố bảo mua một tờ thì con chả bán một tờ đấy con gì nữa. Như thế này mà gọi là một tờ à? Thế con hỏi bố, theo bố như thế nào là một tờ? Một tờ thì phải mở ra đóng vào được chứ. Thì đây đơn giản. Đây, bố gặp vào à, đúng không? Mở ra. Thế đây chả là một tờ à? Con nói thế có đúng không mẹ trẻ? Đúng. Thế đây là mấy tờ? Một tờ. Thế còn gì nữa? Này này, mày bán cho tao tờ này ý. Còn tờ kia mày bán cho thằng chó nào mua. Thôi, con đầy khách. Khách nào? Khách con đầy những cái thằng đáng ngu lại còn hay mặc cả. Này này này, nó nói thế là như nào nhỉ? Nó bảo bác đáng ngu còn thích mặc cả. Thế à? Thank you so much. Ok. Dạ, mời ngài ngồi ạ. Thank you. Dạ, thưa ngài, ngài muốn cái gì để chúng tôi phục vụ ạ? Muốn gì? Tôi muốn có một ngôi nhà thật to, rất nhiều tiền và có một cô vợ xinh. Dạ không, ý của tôi bảo là ngài khao khát cái gì cơ ạ? Khao khát đi. Tôi khao khát có một tòa lâu đài và tôi trở thành một tỷ phú đô la. Có rất nhiều cô về làm vợ. Khổ quá, ngài hiểu ý sai ý tôi rồi ạ. Ý của tôi nói là ngài thích cái gì cơ ạ? Thích à? Vâng. Tôi thích có một cậu con trai. À riêng mà con gái cũng được không? Miễn sao chú nó khỏe mạnh và thông minh là ok. Khổ quá. Ý của tôi nói là ngài muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì để nhà hàng chúng tôi còn phục vụ. Thế mà nó nói toạc ngay ra từ đầu. Thế mà vào thì thích gì, muốn gì, ước ao khát khao cái gì. Thế thì mày có gì? Tôi chẳng có cái gì cả. Tôi không nhiều tiền như ngài.
nên ngày nào tôi cũng phải ở đây để bưng bê phục vụ. Thế thôi. Thế là mày hiểu sai ý tao rồi. Là tao hỏi nhà mày có cái gì để đút vào bụng tao đây này. Thế thì ngài phải nói luôn từ đầu là có cái gì ăn, có cái gì uống để nhà hàng chúng tôi còn phục vụ. Ngài phải nói rõ ấy. Nói tóm lại ấy, là nhà mày có cái gì thì mặc tất ra đây. Vâng. Vơ va vẩn. Quan như xã. Dạ. Mời ngài ạ. Chúc ngài quan miệng. Cái gì thế này? Dạ tất hay còn được gọi là vớ. Hả? Hôm nay mà đố mày lừa được bố mày đấy. Con có lừa gì đâu ạ. Bao tiền tờ? À, 20.000 ạ. Này, hôm qua mày bán 10.000, hôm nay mày bán 20.000. Mày định lừa bố mày à? Mà khổ quá đấy, hôm nay báo con toàn tin giật gân. Mà bố không mua thì thôi. Chỗ này của con là có khách đặt hàng hết rồi. Nha, thôi, chào bố. Bán cho ông tờ. Dạ đây ạ, 20.000. Cương cá. Cho vay 10.000. Cả hôm qua nữa là 20.000 đấy nhé. Dạ đấy. Đây mày gấp ra mở vào được đi. Vâng. Dạ con xin ạ. Toàn xin dần cơn này bố ạ. Mẹ trẻ cho con xin cốc trà đá. Giá nào cho tăng trưởng đột phá, nhân rộng mô hình trường học xanh, ôi nóng quá, không thả chó dại ra đường, đưa nước vào nội đồng. Nè, làm gì có tin nào giật không? Mày đi lừa bố mày à? Khổ quá nhỉ. Bố ra tay con mượn cái. Mày làm gì đấy? Giật gân. Nhà rồi giật gân. Thế bây giờ con hỏi bố nha. Bố đưa tay đây. Ông này không có ven, chứng tỏ không nghiện. Thế bây giờ con hỏi bố nhá. Cái chỗ mà để nối từ chỗ này xuống cái chỗ này, để bố gập tay ra gập tay vào, nó gọi là cái gì? Là gân. Thế giật giật giật. Thế là cái gì? Giật gân. Thế là giật gân nữa còn gì nữa. Khổ thế. Nó nói thế là thế nào nhỉ? Nó bảo bác thích giật gân thì nó giật gân đấy, gì nữa. Thế à? Đến hết đời em.
em đã nghe bài Besame mút môi chưa? Để anh hát cho em nghe nhá. Besame, besame mút 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 mút. Bố hai được bê đây. Trời đang chết ga ngày mưa đâu mà mưa. Có tranh ra để ông tưới cây không? Ờ này, mới rách cả tóc người ta rồi nên. Đây là BD à? Biết từ đầu rồi còn hỏi. Anh ơi, anh mút môi ơi, thì không mút môi nữa à? Anh mút môi, để em mút đây anh ơi. Anh mút môi đây ơi. Anh ơi, mút đi anh ơi. Anh ơi, mút đây anh đi anh. Anh ơi.